Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau clip Team P, anh em cực kỳ háo hức với khẩu cốt 357 này. Thì thôi mình làm luôn, lắm hồi là phải vừa thổi vừa ăn. Thì sau sự thành công của cái khẩu cốt nguyên thủy ấy, cái đợt đây là cái khẩu rất ít người bắn. Nhưng mà sau về sau ấy, những cái lục VIP nó kích đạn và khẩu nó bắn sướng quá. Thế là báu vật ra tràn lan và khẩu này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đây có thể là mình gọi là định mệnh đỉnh cao của sự sáng tạo rồi. Úi giời ơi, em mút luôn. Yên, anh đi đâu, anh đi về chỗ em làm cái gì? Khổ, mỡ dâng miệng mèo không ăn, người ta chửi mình ngu đấy. Vãi cả hàng có tơ đã mắc tin hóa này rồi. Trâu máu lắm. Cầm lục thì các bạn cứ chạy tung rời đến thôi. Thỉnh thoảng húc chó u. Ui vãi cả trường. Thằng tơ nó vẫn đứng đấy nó canh mới sợ. Chứ mày ăn cái gì mà mày khốn lạ thế hả tơ ơi? Em xin jungle cả này thì không phải xoắn rồi. Chém xịt hay là chém tạch mình cũng không quan tâm đâu. Bởi vì đằng nào cái thằng Zombie nó chả chết. Mỗi phát dao chém ra chứa đựng cực kỳ nhiều rủi ro và nguy hiểm mà những người xung quanh phải hứng chịu. Thành niên giờ chơi núp nữa chứ, định mệnh nên đây tìm được nó còn núp. Nào đi đây. Bạn này vừa hút xong đấy. Này, định mệnh chết luôn. Bạn tín hóa trên cái sự chết chóc và nằm xuống ở đồng đội như vậy là mình không ủng hộ rồi. Dạo này rồi, cho nó tơ để phắn đã. Mình không thể nhây nhây với nó được. Vâng, mới một tí thôi, nó gọi cả lò nó ra đấy. Zoom nó đấy, kiểu lữ nữa kìa. Nó đi cùng toàn đại gia thôi, cho mày có bom này. Rồi, vẫn là chạy được, có bom nó không ăn kill, chắc là chúng nó không đuổi đâu. Ý, lên đây. Với 13 viên lục này, bỏ con Zoom non thì mình không xoắn đâu. 2.000 máu mà, thoải mái, dã vào đầu, đôi khi tầm 3.000 máu nó còn chết đấy, chứ đùa đâu. Thay đạn thì rất là nhanh. Ưng lắm. Rồi, ông cứ định bậy chết luôn này, hư cấu. Zone 6, báu vật sẵn sàng lên sóng rồi đây. Thanh niên này bạn ơi, bạn chết nhiều quá, bạn cay à? Bỏ ngay cái tính đi nhá. Cái máu chí phèo nó ăn vào máu là chúng ta phải đi thanh lọc cơ thể ngay. Đi lặn máu luôn. Mày đây, tao sợ mày, tao sợ mày quá cơ. Mình lại sợ bạn quá cơ. Sống dậy quánh nhau tiếp nào. Này nữa này. Mày, tao lại sợ mày quá cơ. Hết thời gian vẫn giết zoom như thường. Hôm qua mình làm clip khẩu Team P thì thực sự cái khẩu súng này nó không có đất diễn nhiều. Bởi vì gần 1.000 viên FMG rũi hết trận thì khéo mới hết đạn. Hoặc là khi hết đạn thì zoom đuổi nó gọi theo cả đàn cả đống rồi. Thì không thể nào mà cầm lục mà bắn được. Nên các ông nhìn khẩu này mà không bắn cay lắm. Cay mình lắm đấy, chửi suốt. Và hôm nay xem clip này anh nhớ like nhá. Đừng buông ra những từ ngữ cay đắng. Ôi trời ơi, trong làn khói chị lao ra như một vị thần ấy. Em chịu chị đấy thôi. Định mệnh trời đêm hoàng lăng nó lại có tối nữa. Chơi toàn đồ trắng. Rồi đến đây tôi cái định mệnh cái thằng này. Ui, có mỗi cái chỗ đấy là người ta tập trung quay tay ông à. Ông đứng ông chặn đường một mình ông quay như thế. Cuối cùng người lăn đùng ra cả đống chết đấy. Ta chặn đường thì cũng lạng thế rồi. Ui, anh nghỉ diệt cái người ơi. Đây là một nhân tố bị ẩn, định mệnh không nên dây vào này. Ôi té thôi. Còn đây có vẻ rỉa máu từ từ. Phải chơi chiến thuật lâu dài chứ không thể nào một phát ăn nó ngay được, nghẹn mà chết đấy. Hộ cái. Con đi tá này mình nghe rỉa nó từ từ. Đúng rồi, từ từ thôi. Vào đây, ngọt sốt đi. Cứ từ trên rơi xuống ở dưới mình sẽ hứng. Không để các bạn đau đâu. Bot Q à, lộ liễu quá. Rỉa sâu thế nhỉ. Úi giời, các bạn có thấy cái tay của nó không? Định mệnh, khốn nạn. Ăn được kill của nó thôi, một thoát tim tí nữa thì lăn đùng ra mình chết luôn. Ôi nhấp nháy cho tôi, nhấp nháy này. Ôi vãi cả trưởng, nhấp nháy này. Đùa nhau. Định mệnh ra đổi ngay nhân vật cho nó son. Chơi chơi Commando lâu lắm rồi, chơi đen quá cơ. Vãi cả trưởng, một tôi nhấp nháy tí đít rồi. Chỉ một phát dao nữa thôi. Cái nĩu đời nó là mình có thể sẵn sàng tung lụa, tung tăng khắp hoàng lăng. Tí rách nào. Cái mấy khẩu cốp này mà con tơ nó chết nhảy sướng lắm các bạn ạ. Bởi vì zoom nó rất là khó đuổi. Mình cứ chạy đi mấy bức tường ở đây. Xong nó cứ sang đây, mày làm gì nữa tao. Một viên đạn thôi. Một viên đạn nhỏ nhoi thôi, rơi ngay. Rồi, có hàng. Ý, bạn này làm gì đấy. Bạn, những cái ánh mắt của bạn đừng dõi theo mình nữa. Chúng ta không thuộc về nhau. Đình mậy thằng này ly nhé. Nó cậy nó là zoom tiến hóa, mình cầm lục đấy. Đình mậy. Mình nghĩ tao không rỉa chết được mày á. Nước chảy đá mòn nhá. Zoom trâu thì bắn nhiều cũng chết. Rồi thanh niên đứng đây hồi máu rồi.
Úi dồi, úi dồi, úi dồi, anh Tơ, anh lại thích nữa. Vâng, bài cũ này là em thích dùng lắm, nên em lại sang đấy, em té luôn. Làm gì được nhau nào. Úi dồi ôi, Tơ lại đuổi mình rồi. Hộ cái bạn ơi, riêng tỉa vào đầu nhá. Không ngại, khô máu tất. Thằng nào húng chó thì cho gặm lá mơ luôn. Chết luôn áo rượu kìa. Rồi anh Tơ lại ra đây, sau khi mút được một đứa đã lối tóc thành công, tóc làm sao ra màu da cam rồi. Anh rất là hổ báo, anh định nên anh mút em sao. Ui ui ui, đông 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 đông, chặt chốt kinh thế, một pha thông chốt cực kỳ tổ lái của tiền zombie. Anh lạ qua lách lại, có lẽ là tập thông chốt từ hồi chưa dậy thì bây giờ cái trình độ của anh đã là gọi là nhuần nhuyễn rồi. Ui ui, in zoom thế, nó in quá cơ. Tơ đứng kia, thằng Tơ đứng bên kia, á à, hí hí hí, không có gọi là tiến hóa, đừng hòng mà đuổi nha. Vào hết đây, bơi tất vào đây. Nào, mút tất. Có bà nào có mang xi lanh không? Có xi lanh không? Rút lộn hộ mặt mình với mặt gấu đấy. Mang đi bán vào xây biệt thự này. Ui giời ơi, gấu nguyên con. Ui giời ơi, toàn rơm non. Cho vào đây ăn rác nhanh đi. Thời gian cứ nặng echo thì em biến hero cho nó nhanh. Không đùa được với thằng Tô luôn. Bật chức năng đặc biệt thì được. Biến hero tiễn bạn đi luôn. Ôi, ưng lắm. Ôi, tuyệt vời. Đây là những cái điều mà tôi thích khi là cầm khẩu súng lục này. Một pha ăn trung thành của khẩu cốp 357. Thực sự là cái khẩu cốp ngày xưa ấy thì rất là ít người bắn. Nhưng mà cái đợt đây thằng Tiến, hình như thằng Tiến này nó làm trước. Sau đó mình cũng làm. Không, cái đợt khẩu này mình làm lâu lắm rồi, mình cũng chả nhớ ai làm đầu tiên nữa. Về sau này tất cả anh em YouTuber thì cũng thấy ai có ai cũng làm. Thì các bạn cũng có một người đi trước, bởi vì súng lục kích nó rất là nhiều. Cái khẩu súng cắm người ta ít, người ta động tới. Đấy, sau là về sau anh em làm nhiều, người xem nhiều nó lỗi, VC lại tung ra mấy bao vật nữa. Rất là đa dạng về những cái quả cầu như thế này. Chứ cái khẩu này ngày xưa gần như nó có 4 viên trái bắn cả. Một tí nó hết đạn rồi, nó không, tuy nó cơ động thật nhưng mà nó quá ít. Các bạn nghĩ 4 viên đi, đây 13 viên mình còn cảm thấy ít này. Còn cho khẩu này 20 viên nữa mình cũng bắn được. Ui giời ơi, nó lại yếu lắm cơ. Ui, vào đây, vào đây, vào đây. Hàng nhấp nháy này chúng ta không thể bỏ qua rồi. Những cái đấy là lộc trời cho, lộc bất tận hưởng. Ô, thằng Huy Diệt nó vừa đuổi mình cơ mà. Anh Diệt đấy, anh chê em, anh Diệt. Đùa, muốn đang hộ đối như thế thì phải tiến tới với nhau rồi chứ. Đây, 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 đây. Hình như nó không nhìn thấy mình sao ấy. Ôi giời ơi, lại nữa này. Đây, cứ như thế này bảo sao tôi lại không cận chiến. Tiền zombie V4. Ngày xưa mình hay đọc là tiền Dubai, đọc là Dubai V4. Nhưng mà là bây giờ là quốc tế hóa các bạn ạ. Đọc nhầm tiếng Anh chửi ngay. Nhưng mà mình vẫn xen lẫn tiếng Anh và tiếng Nôm, nghe cho sướng tai. Ô ô, Tơ định vào mình kìa. Đùa nhau. Bọn nó đứng ở trên tùng ngàn cả đống như kia. Có một sự bất công hơi không hề nhẹ rồi đấy nhá. Đây này nữa là ok, định mệnh. Nó cứ nhấp nháy nó ra cho mình là cái gì nhỉ? Lời tỏ tình sâu thẳm mà. Ôi vừa có thấy bàn tay làm ngón ở đây mà. Đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, tôi yêu các bạn quá. Say OZ, say OZ. Hôm qua mình làm clip có một thằng nó gạ đổi súng với mình. Từ từ giết nó con này. Ui, cái định mệnh nó biến cái con này luôn nhưng mà khắn nọ chứ. Thế là mình chưa nói gì. Tí nữa nó cứ ra nó chặn đường mình. Thế mình tức đích đổi. Tuy nhiên thì mất ngay cái giáp và cái con bóng tối, tay không tất sắc nữa chứ. Và đến đây cho lành, còn mấy giây nữa chết này này, chết ngu. Tao gào mất giáp, ok. Chúc mừng bạn đừng chơi tao lắm, đã gào mất giáp của mình. Đấy là một món quà nhỏ, một món quà tinh thần mà không kém phần giá trị mình muốn dành tặng cho bạn. Chúc mừng bạn. Còn khẩu M4M1XS này, Eternal Dragon nữa, cái khẩu này mình cũng chưa làm. Mà để sau đi. Cái khẩu lục này mình định làm khẩu đấy với khẩu lục cơ. Nhưng mà thực sự là bắn cái khẩu lục riêng này, anh em được xem nhiều hơn, cảm nhận nó nhiều hơn nên là sướng. Bảo kê tiền nào, định mệnh, tôi thề cứ mỗi cái câu này nó vang lên mình có cảm giác mình chết sớm hơn. Không đổi bạn ơi, súng mới không đổi, người ta còn chưa bắn nó sướng thanh. Không đổi đâu, ông này cầm định mệnh giác hình bùn. Giác hình bùn Halloween không đổi cho tôi nữa. Thôi thôi, tôi chịu, không cao được. Định mệnh kể là cái khẩu lục nào nó chất chất một tí mà nó lấy được cái trái tim của mình. Rắc đi bù như này. Em thôi,
tính mấy súng bỏ tót để bắn một lần thì không bao giờ động lại đâu. Khẩu này đang bắn đạn nhanh, khẩu kia là cứ mỗi một phát bắn các bạn là hít hơi, xong rồi nâng cơ đít, hít cơ mông, vẫn vẫn đội công mới lòi ra viên đạn đi. Úi ỏi ôi, sang làm thao được. Ôi thôi 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 thôi, tí là rơi mồm này. Rồi MC, trận này nhiều zoom no sướng này, từ ngay lúc đầu chả biết thằng nào động chạm gì đến họ hàng nó thoát rồi. Chắc là mặc cảm anh ấy, giận dỗi. Hộ cái, jungle nó chém xương năm. Tôi đã tính sẵn rồi, cầm cái này theo cầu lục này cận chiến đó mới phê. Thằng này lại động động cái tay, không biết là bạn hiến hàng cho mình hay là bạn định mút mình ăn em đi. Ôi sỏi, cảm ơn nhá, ăn luôn. Ăn luôn. Ăn em đi, cái tên. Rồi ba tử nó thân thiết lại thiết tha như thế. Em muốn lên TV, ok. Cảm ơn bạn 123 anh hùng nha, bạn đã lên TV. Em đã lên TV rồi đấy. Em có đôi lời nhắn nhủ gì tới bố mẹ em không? Anh chị họ hàng em không? Ờ zone hết rồi, đây. Úi sợ định mệnh mạnh quá. Zone đâu mạnh mẽ đi nào, mạnh mẽ lên. Rồi mình lên đây mình chặn được thằng này. Nhấp nháy đi. Vào đây. Rồi em lại xin thằng nứa. Rồi đây còn mấy giây nữa không biết mút được thằng này không? Ui định mệnh cho chết sạch thế kia. Thôi thôi thôi. Thôi, mùi khoai lướng cháy bắt đầu xuất hiện rồi, cám lợn rồi. Cận chiến là thằng nữa thì đẹp. Ôi ôi, anh tiến hóa, ưng lắm. Thôi mình cũng dừng clip ở đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá.